Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một phô chuối có bể để dán thú nha anh em. Cây cực kỳ đẹp nha. Nặng là 40 cân, rất là nặng nha anh em. Tổng cái bể đế rồng của nó là được rồi anh, nãy đo rồi mà. Tổng bể đế là từ đầu rễ này qua hết cái đầu rễ bên đây là 1,7 m nha anh em. Cao 1,3 m, hoành cổ là 115 nha anh em. Một cây dúi đế thú rất là đẹp anh em nha. Một cây dúi đế thú rất là đẹp. Nằm ngóc đầu lên nha anh em. Cây không có rễ cọc, ra rễ bàn hết anh em ơi. Rất hay nha anh em. Một tác phẩm dúi nha anh em. Rất là hay luôn. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.